Từ ngày mai con và tía sẽ dọn ra sân sau nấu ăn cho tới khi bán được nhà. Còn nếu không được nữa, con sẽ cho thằng Bin ăn cơm tiệm. Ok. Vậy là rất tốt. Ok, mẹ không có ép ha. Tía, con xin lỗi tía. Con đi đâu vậy? Con ra ngoài cho nó thoáng. Cái này là cái gì vậy anh Tuấn Minh? Đây là những trang nhật ký mà anh đã viết cho em. Linh ơi, giờ này em ngủ chưa? Có ai đó nói với anh thế này: mỗi khi buồn, người ta chỉ muốn hòa mình vào tiếng nhạc. Bình yên lắm, bình yên đến mức rơi nước mắt. Đêm không ngủ, dài quá Minh ơi. Sài Gòn mùa đông, ngày tháng năm vẫn như ngày hôm qua, u ám và chán chường. Từ phía sau, anh cứ lầm lũi ngắm nhìn niềm hạnh phúc của em, rồi lặng lẽ về. Sao cứ đặt nỗi đau vào trong trái tim mình mãi thế này hả Minh? Quả cầu thủy tinh này, anh đặt tên cho nó là Đơn Phương. Anh nói quả cầu nào? Linh à, anh... Mẹ, đứng tay ra, kỳ quá à. Có gì đâu mà kỳ không biết nữa. Anh, thôi anh về đi, tối rồi đó. Linh à, anh nói nghe nè, anh thương em nhiều lắm đó. Thiệt không á? Em không tin anh sao? Thiệt mà. Mm-hmm.
Anh không được nói xạo với em á nha. Anh có nói xạo với em bao giờ đâu. Anh thề đó. Em tin anh mà. Tối nay về chắc là anh không ngủ được quá. Vậy là quả cầu thủy tinh này anh đã cất giữ từ đó đến bây giờ. Phải. Sau buổi tối hôm đó, anh đã nhận ra một điều. Anh không còn chỗ trong trái tim em. Anh không cạnh tranh với Khôi nữa. Anh lao vào học hành và đã lấy được một suất học bổng. Đi du học ở nước ngoài về, anh làm trong một công ty xuất nhập khẩu. Và bây giờ anh đã có một công ty riêng cho mình. Còn chuyện hôn nhân thì sao? Không có người phụ nữ nào có thể thay thế được em trong trái tim anh. Gần đây anh có nhờ một người quen cũ tìm hiểu về thông tin và biết được cuộc sống của em. Anh xin lỗi vì đã theo dõi em, nhưng thật lòng anh không cam tâm đứng ngoài nhìn cuộc sống hôn nhân của em không có hạnh phúc. Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon. Anh về. Chúc em ngủ ngon. Mai mốt đi chơi khuya về thì nhớ mang theo chìa khóa, đừng có làm phiền tới người khác. Nếu mà anh không thích mở thì đừng có ra mở, để mẹ tôi mở cũng được mà. Ngồi xuống đó đi, tôi có chuyện muốn nói một chút. Có chuyện gì thì anh nói lẹ đi, tôi đang mệt. Sao? Đi chơi về cũng mệt đó hả? Tôi đi chơi hay là đi đâu là quyền của tôi, anh quan tâm làm gì? Ừ, cô muốn đi với ai á thì cô phải tìm hiểu cho kỹ, để coi người đó có phải là người đàng hoàng hay là dân điểu cán.
để mai mốt không phải hối hận nữa. Trời ơi, hôm nay anh quan tâm tới tôi nữa hả? Hơi bất ngờ đó. Anh còn chuyện gì nói nữa không? Còn chuyện cái nhà và thủ tục ly dị, tôi nghĩ cũng nên giải quyết cho xong đi. Tôi chán cái cảnh nhà chung mà căng thẳng như vậy lắm rồi. Nếu như mà anh muốn vậy á, thì anh cứ nói với bên môi giới làm thủ tục cho nhanh đi, tôi không cản. Được, tôi làm liền. Cái này là cái chân của nó nè, phải không? Vậy cái này là cái tay, cái chân bên đây, bên đây, phải không? Để anh nghe lại. Cái này nhọn nhọn giống giống cái ấy của nó quá vậy. Anh khùng nè, con trai ngoan của ba ở trong đó không được quậy mẹ nghe chưa. Quý à, ai da, sao vậy? Con đạp em nè. Nè, ba mới dặn con rồi mà con quên rồi sao? Không có được quậy mẹ nghe chưa. Nó đạp em là em đánh anh đó. Gì kỳ vậy? Chứ sao? Trời. Ui da. Ồ. Trời, đánh anh nè. Ui da, con đừng đánh. Có đạp mẹ nữa. Ba bị đánh đòn ba đau đánh. Lắm á. Con đạp ơi hả? Đạp hả? Đừng đạp có đạp hả? Mẹ đạp nữa. Ui da. Đừng có đạp mẹ nữa. Ui mà da. Con trai của ba. Mẹ đánh ba nè. Đánh ba luôn. Làm gì xỉn dữ vậy nè? Vợ ơi. Anh xỉn quá. Anh sẽ không bỏ cuộc lần nữa đâu. Lạc mất em 10 năm qua với anh là quá đủ rồi. Linh, hãy cho anh một cơ hội. Vậy làm đi nhậu chưa về? May quá. Không thôi là nghe ổng càm ràm. Em về đây. Còn sớm mà. Mắc công chút xíu chị Cẩm về thì ngại lắm. Chị gì chị? Nó là em gái của anh thì sau này cũng phải kêu em bằng chị hai rồi. Có gì đâu mà ngại. Kỳ lắm. Còn nhỏ này cũng ghê ha. Bác sống được ông anh khó tính của mình mà vẫn giả bộ như không có gì. Gì Cẩm, em sao vậy? Hả? Gì vậy? Vậy sao tự nhiên em nhức đầu quá Nai ơi. Trời ơi, nhức đầu thì về phòng của em đi. Không sao, em không có sao hết trơn á. Gì vậy? Ý Cẩm. Anh hai, anh tới tuổi xài bóp rồi hả? Cái này. Trời ơi, bóp hường nữa mới chịu. Cái bóp này bự hơn nè. Chị Cẩm. Hạnh. Ờ...
Hay lắm nha Văn Bình. À thôi, em không làm phiền hai người nữa, không làm kỳ đà cản mũi nữa. Chị hai tương lai, chị cứ tự nhiên giống như nhà của em vậy nha chị. Ờ vậy thôi, em đi về phòng đây. Em giỏi lắm nha Văn Bình. Ờ, chẳng qua là người ta mặc kệ nó đi anh. Hôm nay đụng mặt cổ kỳ quá. Có gì đâu mà kỳ em, tụi mình lớn tuổi hết rồi, có gì đâu mắc cỡ. Anh khác, em khác. Thôi em về. À, còn cái giỏ của em. Đưa đây. À anh, à, để anh đưa em về. Chờ chờ anh, chờ anh. Mỹ Hoài gọi giờ này làm gì vậy ta? Tony hả? Ngủ chưa? Đi uống vài chai bia được không? Thôi đừng đi quán bar, 15 phút nữa gặp chỗ cũ nha. Anh có tâm sự hả? Ừ. Một chút chuyện khó xử. Nếu khó xử, sao không tìm cách nói cho người ta hiểu? Nếu là đối tượng khác thì cũng dễ. Nhưng đây là đồng nghiệp của công ty, anh sợ cô ấy bị tổn thương rồi sẽ ảnh hưởng đến công việc. Là Ái Linh hả? Là Mỹ Hòa. Từ trước giờ Mỹ Hòa vẫn vậy mà. Nhưng mà lần này bữa đó anh uống rượu một mình, anh cũng gặp Mỹ Hòa, cô cũng đi một mình. Rồi cả hai người cùng một lúc có tâm trạng không vui. Còn bây giờ thì một người khó xử, một người thì ráo riết theo đuổi. Sao em biết? Chuyện này cũng nhiều người gặp mà. Thỉnh thoảng em cũng có mấy người bạn hay gọi điện thoại vào lúc nửa đêm, rủ đi uống bia, giống như anh chẳng hạn. Xăm một phần. Ê. Định ăn dụng hả Văn Bình? Gà hầm xăm phải không? Chứ làm sao, thơm không? Quá thơm. Có phải em không vậy? Hả? Hôm nay tự nhiên xiên đột xuất, dậy sớm hầm gà cho anh ăn, tính tâm bổ anh hả? Đâu ra, còn khuya. Ai nói em hầm gà cho anh ăn? Chứ cho ai? Biết rồi còn hỏi nữa. Miễn sao không phải cho anh là được rồi. Thì ra là... Thôi. Em phải chăm lo cho hạnh phúc của em nữa chứ. Còn anh đó hả, sắp có người lo rồi đó. Sao không kêu người ta lo đi, kêu em. Chết rồi,
trễ giờ. À, thôi thôi rồi. Em phải lên chuẩn bị để đi làm nữa. À, đúng rồi nha. Đó. Văn Bình, không có đụng vô nghe chưa. À, đi làm đi. Thôi kệ, cầu mong á ba má linh thiêng phù hộ cho Mộng Cẩm nó mau có chồng để đỡ ám mình. Ồ, thơm thiệt.